139. Giới, truyền giới cụ túc để cách đêm đưa đến đại tăng. Giải thích tổng quát, đây là giới bất cộng, tỳ kheo không đồng kết, đại thừa không đồng học. Xét theo nghĩa, do việc truyền giới tỳ kheo có chút biến trễ sanh phiền não, nên Phật chế giới này. Duyên khởi, bấy giờ Đức Phật tại tỉnh Xá Kỳ Hoàng, quý ni nghe Đức Phật cho ni tăng truyền giới cụ túc cho người. Có vị ni truyền giới cụ túc rồi, để đến sáng hôm sau mới dẫn qua chúng tỳ kheo xin làm pháp yết ma truyền giới cụ túc. Khoảng thời gian cách đêm đó, có người bị mù, đuôi, điếc, què, lết và bị các bệnh khác. Những bệnh này có sau khi đã thọ giới cụ túc, cho nên mới gọi là khoảng thời gian cách đêm, làm hủy nhục tăng đoàn. Các ni bạch các thầy tỳ kheo chuyển bạch Thế Tôn, ngài quở trách và kết giới. Giới tướng, nếu tỳ kheo ni truyền giới cụ túc cho người, rồi để cách đêm hôm sau đưa đến chúng tỳ kheo xin yết ma truyền giới cụ túc, phạm ba vật đề. Giải nghĩa, truyền giới cụ túc cho người rồi, nghĩa là cô ni ấy đã được ni bộ làm pháp bạch tứ yết ma cho rồi. Để cách đêm mới dẫn sang chúng tỳ kheo xin yết ma truyền giới cụ túc. Ni bộ truyền giới cho ni, đó là ni bộ tác pháp tiền phương tiện truyền giới cụ túc cho tỳ kheo ni. Nhưng ni muốn chính thức thọ giới, cần phải ở trong đại tăng yết ma truyền giới, cảm phát giới thể và nghe tuyên giảng tám pháp cung kính, bốn thí dụ, bốn pháp y cứ, nghe lời chứng minh kết quả sự tu hành và khuyên hành trì giới pháp. Luật dạy, ni bộ truyền giới rồi phải nên ngay ngày ấy dẫn sang chúng tỳ kheo xin truyền giới cụ túc. Để cách đêm nghĩa là dừng lại một đêm, còn gọi là qua ngày hôm sau. Tại sao không được để cách đêm? Do vì có thời gian gián đoạn, rủi xảy ra các bệnh nên cần phải để thời gian liên tục khi truyền và nhận giới mới đúng pháp đúng luật. Hỏi, giả sử đường xá xa xôi không thể ngay ngày đó đi đến đại tăng được, đây không phải là đã trái pháp rồi sao? Đáp, với lòng tha thiết cầu giới, cố gắng không lười biếng, nhất tâm không gián đoạn, như vậy là đúng pháp truyền giới, thọ giới. Định tội, tướng phạm của giới này là truyền giới cụ túc cho người để cách đêm mới dẫn sang chúng tỳ kheo, phạm ba vật đề. Giới đây đủ hai điều kiện mới thành tội này. Một, đã truyền giới cụ túc rồi. Hai, để cách đêm mới đưa đến chúng tỳ kheo. Khai duyên, không phạm là ngay ngày truyền giới liền dẫn qua đại tăng, hoặc bị bệnh, hoặc đường sông đường bộ bị gián đoạn, hoặc có nạn thú dữ, hoặc nạn giặc cướp, hoặc bị sức mạnh bắt ép, hoặc bị cột trói, hoặc bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên không thể đưa đi trong ngày đó, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.